tại thì quận Bình Tân đóng cửa hoàn toàn những cái chợ truyền thống thì đông lắm, bữa nay thì cấm rồi. Đó, nó là chợ cũ cây gia xà, cái lòng chợ cây gia xà mới là gì, tất cả mọi người đều dọn dẹp cả. Đó, dọn dẹp Bình Dị Đông hồi xưa nó có mang tên là Đức Mới rồi, chốt chặn luôn thì tất cả mọi người dẹp. Sydney Đòn mến chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sydney Đòn. Hôm nay là đầu tháng 7 rồi anh chị. Chúc đầu tháng 7 tốt lành. Và nhân đây cũng chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ thì khoảng 10 giờ Sydney đang di chuyển trên con đường Bà Hôm ở khu vực này quận 6. Còn một tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ tới chợ Phú Lâm. Sydney đi trên con đường này để anh chị dễ dàng hình dung. Mấy hôm nay thì thông tin tràn về anh chị, tràn về hiện tại thì quận Bình Tân đóng cửa hoàn toàn những cái chợ truyền thống, và chính vì cái việc đóng cửa thì Sydney cũng cập nhật tình hình gửi tới anh chị. Đóng cửa 14 ngày thì một số cái chợ như chợ Cây Gia Xà, chợ Kiến Đức và chợ Bình Trị Đông gửi anh chị. Cái hướng này thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta đi ra xa lộ Đại Hàng về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Quận Bình Tân là một cái điểm, một địa bàn nguy cơ rất cao trong cái tình hình dịch này. Nói chung là tình hình cũng rất là lo lắng, nhưng mà thôi, cũng ráng vui để thực hiện những cái clip này gọi anh chị và các bạn. Lát thì Sydney sẽ cập nhật chợ Phú Lâm gọi anh chị nha. Mình đi ngang cái này giống như xác định địa điểm đầu clip để anh chị dễ dàng hình dung thôi. Bây giờ mình trước mắt thì mình sẽ chạy con đường này, mình sẽ tới với lại chợ Cây Gia Xà, chợ cũ và chợ mới, sau đó chợ Kiến Đức và chợ Bình Trị Đông cũ và mới, để anh chị dễ dàng theo dõi. Thông thường vào mùa buổi sáng lúc trước thì mọi người dân thì uống cà phê buổi sáng bàn luận về số ca. Bây giờ thì nhà ai nấy ở bắt đầu coi thông tin báo chí. Thì hôm qua thì Sài Gòn lại là 249 ca, cao nhất cả nước. Sáng hôm nay là 158 ca, cũng cao nhất. Mọi người thì cũng rất lo lắng, cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Thì đối với những anh chị mà định cư ở nước ngoài mới có cái số ca này ăn thua gì, nhưng mà người Việt Nam thì cuộc sống khó khăn nó thay đổi cái suy nghĩ của mọi người, cứ lo lắng không biết là cuộc sống mình tương lai sẽ ra sao, công việc buôn bán mưu sinh như thế nào, rồi nó càng ngày càng áp lực. Thì cũng cầu xin mọi chuyện qua mau thôi anh chị. Mọi chuyện bình an sẽ tới thôi. Đi đâu thì cũng có những cái rào chắn hết. Muốn né, muốn chọn đề tài khác thì cũng được, nên thôi. Anh chị chịu khó là coi như là cứ thế là rong ruổi trên đường. Đôi khi mình nhìn thấy cảnh vật xưa xuất hiện, đôi khi mình nhận ra Sài Gòn nó thay đổi, và một phần nào đó thấy cuộc sống Sài Gòn. Đây là Cây Gia Xà nè chị, ngã tư Cây Gia Xà, bên phải có một cái chợ cũ. Thì đối với khu vực chợ cũ này thì đây là một cái chợ tự phát nên bị rào hết rồi, cấm bán mà chị, không cho buôn bán. Đây cái con hẻm chợ cũ đây chị, cấm tụ tập buôn bán. Hàng ngày thì ở chợ này thì đông lắm, buôn bán nguyên một cái dọc. Và cái đây là đi vào cái hẻm của cái shop Cây Gia Xà. Đây cái chợ cũ anh chị,
thì đông lắm, bữa nay thì cấm rồi. Đó, nó là chợ cũ cây Gia Sa. Và bây giờ cũng giới thiệu anh chị về chợ mới Bình Tân, mà không biết làm sao mà nó lây lan rất là cao anh chị. Sáng nay thì khu phố 234 An Lạc đó anh chị, đó chỗ mà Y Hôm Ba đó, thì có một kiến nghị của Bình Tân là muốn cách ly thêm 14 ngày ba khu phố đó. Kiến nghị mà thực tế thì chắc cũng thực hiện thôi, thì khu đó tương lai phải 19 tháng 7 thì mới mở ra được, thì không biết như thế nào. Chưa bao giờ mà con đường tỉnh lộ 10. Đây là An Lạc A Bình Tân nha anh chị ha. Con đường tỉnh lộ 10 là nó vắng xe. Con đường này rất là nhỏ hẹp. Nó có thể nói là một trục lộ chính để chúng ta sẽ đi về Đức Hòa, Đức Huệ từ hướng Chợ Lớn. Hàng ngày thì rất là đông xe anh chị. Nói chứ giãn cách xã hội, siết chặt giãn cách, mọi người không tập trung, nhưng mà dù sao đi nữa anh chị thấy vẫn có những cái lượng mức độ lưu thông trên đường tuy vắng hơn xưa nhưng mà vẫn có, thì ai chẳng muốn ở nhà an toàn anh chị, nhưng mà mưu sinh thôi. Người thì có tiền thì nó dễ thôi, ở nhà cứ đặt hàng về, đi chợ online rồi thế là sử dụng thôi, còn ta phải đi làm hàng ngày. Đây là chợ cây Gia Xà, đây là một cái khu vực đất mới thuộc tên lửa Vành Đai Trong. Đây cái lòng chợ cây Gia Xà mới nè anh chị, Sunny sẽ đi một vòng gửi anh chị nha với những cái hình ảnh này. Thì mới 0 giờ ngày 7 Tây thôi thì chợ quận Bình Tân đóng cửa, tại vì một nơi nguy cơ rất cao. Bây giờ thì cứ hỏi tí là có người dương tính đi chợ, xác suất rất cao, nên đứng dậy chợ Bình Cây Gia Xà đóng cửa nè. Đây cái chợ mới anh chị ha, ngày xưa cái chợ cũ này nằm ngay ngã tư đó. Ngày thì ở đây đông lắm. Rồi bây giờ thì mời anh chị tiếp tục, chúng ta sẽ đi về ngôi chợ Kiến Đức nha anh chị. Đây là chung cư cây Gia Xà. Ở đây là một cái khu vực mới, chắc anh chị ngày xưa sống thì ở khu vực này chắc không có rành, chỉ ngày xưa là ở đây ao hồ nhiều. Bây giờ buôn bán thì người ta có một cái dây rào là gì, bán trái cây gì hết, rào trắng để cho tránh sự tiếp xúc. Nhưng mà nói gì thì ví dụ như tiền thì như thế nào anh chị ha, người này cầm người kia thối vân vân, nó cũng là một cái nguy cơ.
đây là con đường 19 dẫn chúng ta về với lại chợ Kiến Đức. Khu vực này là thuộc tên lửa Vành Đai Trong, nó bao một vùng đất rất là rộng lớn, nó bao bọc bởi những cái chỗ mũi tàu Phú Lâm, Bò Hôm, tỉnh lộ 10, rồi con đường Lục Tỉnh, Kinh Dương Vương và xa lộ Đại Hàn. Nó ôm trọn kể cả công ty Bonchen của Đài Loan luôn anh chị. Đây là một khu vực nhà giàu với những cái dãy nhà lầu hai bên, mọi người núp dịch rồi anh chị, cứ ở trong nhà đó. Hiện tại phía trước mình thì có một cái công trình, cái này quán, theo như Sunny nhìn nhận thì đây là một quán ăn, quán nhậu, thì hiện tại đang thi công. Nói chung là tình hình theo lao phải phóng lao thôi, có người thuê lại trước đợt dịch thứ tư này rồi phải làm thôi. Hy vọng dịch qua mau để bà con làm ăn nó dễ dàng. Những người đi thu mua về chai đó. Quán làm thì rất là đẹp. Thiết kế giống như đồng quê. Bắt băng qua Vành Đai Trong nhanh chị ha. Đây, chúng ta tới một cái ngôi chợ, và có thể nói con đường số 19 này là rất là nhộn nhịp với những cái điểm như là karaoke, quán cà phê, máy trái, rồi có siêu thị và chợ Kiến Đức. Hàng ngày thì ở đây là bán bông hoa, chợ trái cây, rồi quần áo, rồi nhiều lắm. Đây là chợ, ngôi chợ Kiến Đức nè anh chị. Cả mọi người đều dọn dẹp cả, dọn dẹp. Tại người ta cấm bán mà gì, chợ Kiến Đức đó, tình hình chợ Kiến Đức. Mới nghe một cái câu than là bán không được chết cô ơi. Còn nói với tình hình siêu thị thì vẫn mở anh chị ha, cửa hàng tiện lợi và siêu thị vẫn mở, nhưng mà đa số thì mấy anh giao hàng đi giao rất là nhiều đó, những chiếc xe đi giao hàng. Còn người đi vô siêu thị thì họ cũng rất là ngại, tại có những một số trường hợp không bóc khẩn. Bây giờ người dân thì có hai cái mà lo lắng. Mở mắt sáng sớm tinh mơ ra thì thấy cái hẻm, cái xóm nhà mình rào trắng. Ngày xưa thì đón ánh bình minh, đón một ngày mới, bây giờ thì sợ như thế. Cái sợ thứ hai là thông báo khẩn. Thế là mọi người lật đật tranh thủ coi thông báo khẩn ở đâu, đến địa điểm nào. Đây là vì sao siêu thị và chợ Kiến Đức và Sunny sẽ đi một vòng. Hàng ngày thì anh chị cũng biết cái cách buôn bán ở Việt Nam, người ta bán lề đường, trong lòng chợ và phía ngoài nữa.
nhưng hiện tại là không bóng người phía sau chợ. Những cái dãy hàng hóa đóng bốn ngày đau khổ. À, rồi à, gửi gì một vài hình ảnh của chợ Kiến Đức là bên trong là bán trái cây nè. Bán lòng chợ, bán trái cây, một số tiểu thương vẫn còn bên trong và họ giao hàng bằng cách là online nhờ shipper, anh shipper giao hàng nếu mà có ai order về hàng trái cây. Rồi, bây giờ chúng ta chia tay với chợ Kiến Đức. Con đường 19 nhộn nhịp ngày nào ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới một ngôi chợ Bình Trị Đông cũ và Bình Trị Đông mới. Và nơi đó thì nó có con đường mang tên là Đức Mới và Ấp Chiến Lược. Hàng ngày thì khu vực này đa số thì những quán nhậu, quán ăn, quán cà phê nhiều anh chị. Mình đi con đường 24 ha. Nói chung là đi như thế này để anh chị hình dung cái khu vực vùng ven. Ngày xưa thôi chứ mà ngày nay thì anh chị chắc có thể nhìn nhận không ra. Khi mà nói đến tên lửa Vành Đai Trong, anh chị nói tôi đã từng đi qua, tôi đã từng biết có sinh ni nó chở tôi đi, tôi biết rồi. Chứ mà ngày xưa thì đâu có nhà cửa như thế này đâu. Cái hướng này thì chúng ta đi ra tỉnh lộ 10 đó anh chị. Nhìn thấy điều hiu quá. Năm ngoái đó thì còn nhộn nhịp lắm, còn lưng tưng lắm. Năm nay thì không biết như thế nào, chừng nào hết dịch. Con đường về Vũng Tàu thì đối với sinh y thì còn xa anh chị, không biết chừng nào về. Tại vì có một số ca nhiễm ở bên Phước Tỉnh. Thế là ngày xưa thì kéo rào ngay chỗ Phú Mỹ, khai báo trạm, khai báo y tế. Bây giờ cái hướng đi vào Vũng Tàu thì có cái cầu cửa lắp ngay chỗ Chạy Nhái thì có một cái trạm, cầu Cỏ Mây có một cái trạm, tất cả mọi người dân đi vào Vũng Tàu phải khai báo y tế. Thì sinh y thì sống ở Sài Gòn thuộc loại vùng nguy cơ cao nên chính vậy về phải cách ly, nên thôi hết dịch. Chứ mình không muốn là mình ho một cái bà con lối xóm bạn bè chạy tán lạng được. Rồi, con đường này là một con đường hẻm thôi anh chị, để chúng ta băng qua chợ Bình Trị Đông cũ và Bình Trị Đông mới nha anh chị ha. Thì cứ hàng ngày thôi cập nhật tình hình như thế này gửi anh chị, chứ mình cũng đâu có đi quay những cái địa điểm du lịch được anh chị, đâu có đi du lịch đi chơi hoặc là mình vào những cái tụ điểm. Ví dụ như vùng ven thì có những cái ao sen rất lớn, bay lay cam này nọ mà mình đâu có đi được anh chị, ngay chỗ đó người ta rào hết rồi. Mình muốn quay một cái lăng nào đó gửi anh chị những cái lịch sử của Sài Gòn xưa và nay thì cũng đâu có được đâu.
đóng cửa hết. Thì lang thang như thế này, nhiều lúc mà khi mà đi như thế này nói cứ rào chắn đóng cửa rồi cũng áp lực lắm. Áp lực chính cho mình và áp lực cho chị em. Chị em, anh chị em. Ra cái hướng này thì chúng ta sẽ đi cái chợ Bình Trị Đông Cụ nha anh chị ha. Bắt đầu tới Bình Trị Đông Cụ thì không biết có cho qua hay không. Tại chợ này là một chợ tạm, ngày xưa là chợ cũ, bây giờ chợ tạm. Bình Trị Đông hồi xưa nó có mang tên là Đức Mới rồi, chốt chặn luôn. Rồi vẫn quay à. Rồi thôi mình quẹo lại, đi thẳng là mình về xa lộ Đại Hàng. Xin đi sẽ quẹo lại anh chị. Mấy hôm nay thì tất cả các phường, quận, phường của quận được thông báo là bắt đầu test anh chị, test gộp với số lượng rất là lớn, cứ lên kế hoạch từng nhóm một. Thế là mượn cái sân, sân vận động, sân đá banh hoặc là mượn sân trường học. Thế là mọi người đi test. Nói điều đó cũng đúng anh chị, test để coi sàng lọc lại chứ mà bây giờ không biết được. Bây giờ mà đi mua thuốc tây cũng ớn, đi siêu thị cũng ớn, đi đâu cũng ớn hồi hộp. Cách đây khoảng 20 năm trước thì Sunny có đi con đường, những con đường như thế này. Ví dụ như con đường này là hai bên nhà cửa lập sập lắm. Và đây là một con đường đất, nó giống như một cái hẻm đi ngang qua một cái thôn xóm. Nhưng mà chỉ cần 20 năm sau thôi, nó trở thành một đường nhựa, nhà cửa mọc lên. Thì đối với khu vực vùng ven này thì dân nhập cư nhiều anh chị. Sài Gòn là nơi mà dễ kiếm việc làm, nên chính vậy mọi người lên đây kiếm kế sinh nhai buôn bán và cư ngụ ở đây. Ở ngoài anh chị thấy như thế đó, bên trong thì nó sẽ có những cái dãy nhà trọ. Đây là con đường ấp chiến lược nha anh chị. Có dòng kênh đen ở mé bên trái, nó hơi bốc mùi. Trời nắng nóng như thế này nó bốc mùi. Rồi mình sẽ quẹo con đường này. Đây cũng là một con đường mới anh chị. Ngày xưa là mé bên trái là một cái ao rau muống nè, rồi nuôi cá, rồi có trồng lúa, rồi có một cái nhị tỳ nho nhỏ. Nhưng mà bây giờ nhà cửa mọc lên mé bên trái đó anh chị, mọc lên như thế này. Nếu anh chị mà ở ấp chiến lược Đất Mới thì anh chị sẽ biết cái khung cảnh phía trái này. Ngày xưa nhìn trong cái khu vực đó, nhìn thẳng ra con đường này được luôn mà. Đối với con đường này thì nó sẽ giao cắt với lại
con đường Tân Hòa Đông, đây cái chợ chợ mới anh chị. Với hình ảnh này thì anh chị sẽ hình dung được chợ Bình, đó, chợ Bình Trị Đông đó, người cái rào trắng thì tất cả mọi người dẹp chợ hết. Đây là một cái chợ cũng rất là nhộn nhịp. Đây là một cái sân quán nhậu, tiểu thương dọn hết rồi. 14 ngày thì không biết như thế nào, cứ nói trước là 14 ngày, nhưng mà anh chị thấy khu phố 234 bây giờ kiến nghị thêm 14 ngày nữa, mà tùy theo tình hình dịch anh chị. Nói chứ ở 14 ngày nó khi mà anh chị bị ở trong nhà 14 ngày anh chị, mới đầu thì thấy cảm thấy sung sướng. Mình sẽ coi nằm coi thư thái, coi YouTube, coi TV, coi phim. Nhưng mà ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại, không có thấy gì mới, thì lúc đó nó trở thành một áp lực, nó tàu túng. Còn đối với những người có tiền là như thế, còn hàng ngày nếu mà người ngày nào xào ngày đó thì sao anh chị? Cái tiền để dành nó vơi dần, bắt đầu là tâm lý hồi hộp. Không biết ngày mai ra sao. Đường phố con đường này vắng anh chị ha. Mà nói gì thì nói, thì con người ngày xưa thì nó có một quan điểm khác, thôi ăn cho hết thì mai tính. Nhưng mà bây giờ thì nó khác anh chị. Kể cả cô chú anh chị định cư ở nước ngoài, trải qua một thời gian khó khăn, bây giờ thành đạt con cái lớn, nhưng mà cái tính ví dụ như sinh đi, cái tính mình phải tiết kiệm phòng bị, sau này lo cho con ăn học hay như thế nào, tiết kiệm thì mình mới có dư, chứ không dám xào ăn ngày nào xào ngày đó là tiêu. Bây giờ thì nó khó khăn rồi. Đây là con đường Tân Hòa Đông. Máy trái thì nếu mà xin đi quẹo máy trái thì cũng ra xa lộ Đại Hàng, nhưng mà xin đi sẽ chạy thẳng, cập nhật vài hình ảnh con đường Tân Hòa Đông chạy về chợ Phú Lâm. Hy vọng rằng sẽ các chợ truyền thống ở quận Bình Tân, có rất là nhiều chợ, nhưng mà với một video clip ngắn như thế này thì xin đi không có quay hết chợ, còn nhiều cái chợ lắm, chợ Bà Hôm, chợ An Lạc và nhiều cái chợ khu phố 2, Hồ Lạm, nhiều chợ, nhưng mà xin đi chỉ thực hiện vài cái chợ đơn cử thôi, để gửi chị và các bạn vài hình ảnh của quận Bình Tân, của vùng ven của Sài Gòn. Với lại thử cái mic cài đặt lại nè. Rồi chiếc xe chỉnh sửa lại chút xíu. Chắc có lẽ tới đây thì Sunny sẽ nói lời tạm chia tay anh chị và các bạn một phần nào đó cập nhật quận Bình Tân, một cái vùng đất nguy cơ rất cao, nó có 3 cấp độ nguy cơ rất cao, có nguy cơ và ít nguy cơ. Thì bây giờ thì đối với quận Bình Tân thì nguy cơ, một vùng đất nguy cơ rất cao, chỉ có nơi chỉ có nguy cơ thôi, đó là Nhà Bè quận 7 anh chị. Có thể là do mật độ dân cư nó thưa thớt nên những cái ca nhiễm, nhưng mà mật độ dân cư thưa thớt nên chính vậy nó không có nhiều giống như những cái khu vực này. Nguy cơ rất cao đây, xâm nhập vào vùng đất nguy cơ rất cao đây. Vài hình ảnh dài ngôi chợ
thôi 14 ngày sẽ qua mau. Chúc các tiểu thương, các chợ của quận Bình Tân thôi 14 ngày giống như tạm nghỉ ngơi, nghỉ Tết. Nghỉ Tết, hết mùng rồi đớp mệt, rồi có sức khỏe, chuẩn bị buôn bán. Chỉ còn có 190 mấy ngày nữa thôi là chúng ta đón cái Tết Nguyên Đán rồi. Thời gian trôi nhanh, bây giờ tháng 7 tây rồi. Nhanh quá. Các thím vẫn đạp xe đạp hàng ngày để thu lượm ve chai nè. Rồi, bye bye anh chị nhé. Hẹn gặp lại và không quên kính chúc anh chị có một tháng mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Tinh Idol. Bye bye.